Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay đèn Hoàng Gia giới thiệu với mọi người mẫu đèn rọi cột tròn 36W. Đây là hình thức của đèn. Đèn sử dụng chip LED Cree. gồm có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Mỗi mắt LED của nó là có công suất 3W, tổng 36W đèn được làm bằng hợp kim nhôm sơn tĩnh điện có à, cấp độ bảo vệ là IP65 ngoài trời chịu mưa chịu nắng. Đấy. Thì với loại đèn rọi cột ấy thì nó à, là ánh sáng tia sử dụng các cái thấu kính để tạo một cái tia sáng chiếu theo dọc theo cái cột nhà hoặc là cái bật cái cái bức tường mà mình muốn chiếu. Thì với cái loại đèn chiếu cột có hai loại, một loại là loại chiếu tỏa và loại là rọi tia. Nhưng mẫu này là một đèn rọi cột. Nếu mà chiếu cột ấy là nó chiếu tỏa, còn rọi là theo dạng tia, góc chiếu sáng của nó khoảng 8 độ. Đấy. Đèn với với loại này có chiều xa chiếu rất là xa, chiếu lên khoảng tầm 80 m. Đó là chiếu xa. Còn khi mình gắn vào cột ấy, thì nó sẽ quét theo cột và nó lên tới khoảng tầm 20 mét. Thông thường với đèn đèn này có thể sử dụng chiếu từ 15 đến 20 mét. Thấp hơn thì cũng được rất là sáng nhưng mà hơi không tiết kiệm. Thấp hơn mình dùng công, công suất thấp hơn. Với đèn rọi cột thì có các công suất gồm có 10W, 18W, 24W, 27W, 36W, 54W và 81W. Đấy. chiếu rất là cao, ánh sáng này chiếu rất là cao. Thì khi mình nhìn các cái tòa nhà ấy, các cái biệt thự có các cái tia sáng mà chiếu bên ngoài vào cái cột hoặc bức tường ấy, một cái tia vạch sáng là sử dụng cái loại đèn này. Đây mình thử ánh sáng. Đây ạ. Ánh sáng tất nhiên là chiếu qua video thì nó không thật Nên là cái khi khách hàng mà hỏi là Cần làm video gửi hay là chụp ảnh Thì nó không thật thực tế được giống như 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 là Như là khi mình nhìn trực tiếp Đấy. Thì ánh sáng nó sẽ là tạo một cái tia sáng như thế Tất nhiên là xung quanh nó có Với cái quần sáng Nhưng ánh sáng nó sẽ là dạng tia đấy Một cái tia nhỏ Và cái tia đấy nó sẽ rất chiếu rất là xa. Tất nhiên là khi chiếu thì nó sẽ càng càng xa thì nó càng mở rộng thêm. Đấy, rất là đẹp. Đây, khi đặt đèn thì sẽ là đặt quét theo cái bờ tường. Ánh sáng sẽ là dài ra, cao lên, đấy. Mọi người cần phân biệt rõ là thế nào là đèn chiếu, rọi cột và chiếu chiếu cột. Ví dụ như là cái mẫu này là đèn đèn chiếu mẫu này là dạng chiếu thì nó là chiếu dạng tỏa tỏa rộng ra và chiếu thấp chứ không chiếu được mười mấy mét hai mươi mét không chiếu được đấy còn như mẫu này thì chiếu rất là xa thì khách hàng nào có nhu cầu mua hàng vui lòng liên hệ liên hệ với là đèn hoàng gia vn có thể đặt hàng online trên website hoặc gọi điện thoại qua số Hotline là 0916 773 555 Đấy cũng là số Zalo. lô